Chào quý cô bác cùng các anh chị, tôi là dược sĩ Nguyễn Thị Liên, công tác tại tổ dược lâm sàng khoa dược bệnh viện Nguyễn Tri Phương, giảng viên trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch. Hôm nay tôi xin phép được chia sẻ về chủ đề lưu ý về thời điểm uống thuốc so với bữa ăn. Với nội dung gồm có các thời điểm uống thuốc so với bữa ăn, lợi ích của uống thuốc đúng thời điểm, lời khuyên để uống thuốc đúng thời điểm và cuối cùng là phần kết luận. Từ lâu người ta thường lựa chọn thời điểm dùng thuốc tích hợp dựa vào các bữa ăn để giúp bệnh nhân dễ ghi nhớ. Tuy nhiên, do thức ăn có thể làm thay đổi tác dụng của thuốc nên tùy theo đặc điểm cụ thể của mỗi thuốc mà bác sĩ có thể khuyên bệnh nhân uống vào 3 thời điểm khác nhau. Có loại thì khuyên được uống vào lúc bụng đói, có loại được khuyên uống vào lúc bụng no và có loại thì uống cùng với bữa ăn. Sau đây tôi xin đưa ra một số ví dụ minh họa vì sao một số loại thuốc lại có thời điểm uống thuốc khác nhau. Đầu tiên tôi xin giới thiệu các thuốc được khuyên uống vào lúc bụng đói. Thì trước hết mình phải hiểu là uống lúc bụng đói là uống khi nào. Đó là uống trước khi ăn khoảng 1 giờ hoặc sau khi ăn 1 tới 2 giờ. Ví dụ thứ nhất là trường hợp uống kháng sinh erythromycin, một kháng sinh thường được kê để điều trị bệnh nhiễm khuẩn hô hấp. Thì thuốc này dễ bị dịch tiết dạ dày phân hủy. Và khi mình ăn uống thì dịch tiết dạ dày càng nhiều càng dễ phân hủy thuốc. Do đó để thuốc hấp thu tốt nhất thì nên uống thuốc lúc bụng rỗng. Và ví dụ thứ hai là nhóm thuốc trị viêm loét dạ dày tá tràng PPI, cụ thể là thuốc omeprazole có tác dụng ngăn tiết axit dịch vị. Thuốc nên uống vào lúc bụng đói trước ăn khoảng 30 phút để có đủ thời gian cho thuốc phát huy tác dụng. Trái lại, một số thuốc được khuyên uống khi bụng no, nghĩa là uống ngay sau khi ăn. Lý do thứ nhất thì có thể do thuốc đó nếu uống khi đói có thể gây các tác dụng phụ như là buồn nôn, tiêu chảy, giống như là allopurinol trị gút hoặc là metformin trị đái tháo đường. Do đó uống thuốc lúc no để tránh các tác dụng phụ khó chịu đó. Lý do thứ hai thì một số thuốc có hại trên dạ dày, gây kích ứng dạ dày khi tiếp xúc trực tiếp. Do đó nên uống lúc no để thức ăn làm giảm sự tiếp xúc trực tiếp của thuốc với thành dạ dày, giúp bảo vệ dạ dày. Ví dụ như là các thuốc giảm đau, aspirin hoặc là ibuprofen. Cuối cùng là một số thuốc lại được khuyên uống cùng với bữa ăn. Thuốc này sẽ được uống trong bữa ăn, tức là trong khi ăn có thể uống thuốc rồi tiếp tục ăn. Thì thuốc này khi được uống cùng với thức ăn sẽ cho hiệu quả tốt hơn. Ví dụ như là các vitamin A, D, E, K tan trong dầu thì thức ăn làm tăng hấp thu của thuốc. Hoặc những thuốc bổ sung enzyme tiêu hóa, ví dụ như là fastan, neopeptin thì cũng nên uống cùng với bữa ăn giúp tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Như vậy thì lợi ích khi uống thuốc đúng thời điểm là gì ạ? Có hai lợi ích quan trọng. Thứ nhất là uống thuốc đúng thời điểm sẽ phát huy tối đa tác dụng của thuốc, tăng hiệu quả điều trị, giúp bệnh nhân nhanh chóng khỏi bệnh. Và lợi ích thứ hai là hạn chế được những tác dụng phụ của thuốc, giúp bệnh nhân an toàn hơn khi dùng thuốc. Và để biết lúc nào uống thuốc tốt nhất, người sử dụng thuốc nên tham khảo thông tin bằng các cách sau. Thứ nhất là đọc kỹ đơn thuốc về thời điểm uống thuốc. Nếu trong đơn thuốc không có thông tin thì nên hỏi bác sĩ chỉ định thuốc. Cách thứ ba là có thể hỏi dược sĩ nơi mua thuốc, lĩnh thuốc hoặc là điều dưỡng để được tư vấn. Và cách thứ tư là người bệnh cũng có thể chủ động đọc kỹ từ hướng dẫn sử dụng để hiểu rõ hơn về thuốc mình đang sử dụng. Thì khi xem quảng cáo về các sản phẩm thuốc, quý cô bác anh chị cũng hay nghe câu đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Ở đây tôi cũng xin chia sẻ về cách đọc thời điểm dùng thuốc trong một tờ hướng dẫn sử dụng. Ví dụ minh họa ở đây là tờ hướng dẫn sử dụng của kháng sinh erythromycin, một kháng sinh được kê để điều trị bệnh nhiễm khuẩn hô hấp. Thì thông thường bệnh nhân nên tìm thông tin về thời điểm uống thuốc trong các mục cách dùng hay liều dùng hoặc là cách sử dụng. Ví dụ ở đây, thuốc được khuyên là nên uống lúc đói
Tuy nhiên, nếu bị kích ứng tiêu hóa thì có thể uống trong khi ăn. Đây là một ví dụ rất hay, cho thấy một thuốc có thể được khuyên uống vào các thời điểm khác nhau tùy khả năng dung nạp của bệnh nhân. Ví dụ thuốc này, nếu bệnh nhân bình thường thì khuyên nên uống lúc đói để tăng hấp thu thuốc. Tuy nhiên, nếu một bệnh nhân khác, dạ dày yếu hoặc bệnh nhân uống thuốc lúc đói hay bị buồn nôn thì bác sĩ có thể lại khuyên là uống trong hoặc sau khi ăn để giảm tác dụng phụ đó. Do đó, nếu có bất kỳ thắc mắc gì về thời điểm uống thuốc, tốt nhất bệnh nhân nên trao đổi với nhân viên y tế trực tiếp điều trị. Như vậy, qua bài chia sẻ ngắn gọn này, tôi cũng muốn truyền tải tới quý cô bác anh chị. Việc uống thuốc đúng thời điểm so với bữa ăn giúp tăng hiệu quả, an toàn khi dùng thuốc. Và mỗi thuốc có thời điểm uống thuốc so với bữa ăn khác nhau. Chúng ta cần trao đổi với bác sĩ, điều dưỡng hoặc dược sĩ hoặc tham khảo thông tin từ đơn thuốc hay từ hướng dẫn dùng thuốc để biết chính xác thời điểm dùng thuốc phù hợp với mình. Hy vọng quý cô bác anh chị có cái nhìn tổng quan hơn về việc dùng thuốc so với bữa ăn và lưu ý mỗi khi dùng thuốc để đem lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân và gia đình. Cảm ơn quý cô bác anh chị đã chú ý lắng nghe.